Dự báo thời tiết 21 tháng 11, bão số 9 sắp vào Biển Đông, liên tục tăng cấp rất mạnh. Theo bản tin dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 21 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc, 123,3 độ Kinh Đông, trên miền trung của quần đảo Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-60 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 22 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 330 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9, 60-90 km/h, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 10, 75-100 km/h, giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3. Tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay, ngày 21 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đa bão vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, chiều nay, ngày 21 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Chiều tối và đêm nay, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3, 4. Ở các tỉnh Bắc Bộ, trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ chiều tối nay ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ gần sáng và ngày mai, ngày 22 tháng 11, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay, 21 tháng 11, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9. Từ gần sáng ngày mai, ngày 22 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Thời tiết Hà Nội, từ chiều tối và đêm nay, 21 tháng 11, có mưa, mưa rào, trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Dự báo thời tiết cho các khu vực trong cả nước, ngày và đêm ngày 21 tháng 11 năm 2018. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét, độ ẩm từ 55-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, 3, chiều tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, 3, vùng ven biển cấp 3, 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Thanh Hóa Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời chuyển lạnh, độ ẩm từ 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.
nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 60 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 45 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, 3, độ ẩm từ 45 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, 3, đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét, độ ẩm từ 68 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C.
cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.